hồ thông minh đầu tiên của họ có một thiết kế không khác gì đồng hồ siêu nhân. Đây là thiết bị đeo tay có tên là SBHW10, được ra mắt vào năm 1999 do Samsung sản xuất. Đầu tiên thì trong thiết bị này cực kỳ giống một chiếc đồng hồ siêu nhân biến hình mà hồi nhỏ tụi mình hay coi luôn đúng không? Samsung cũng cho biết là họ lấy cảm hứng từ những bộ phim giả tưởng. Nhìn hề hước vậy thôi chứ chiếc đồng hồ này có thể nghe gọi lên đến tận 90 phút. Và đặc biệt là có hỗ trợ tìm kiếm danh bạ thông qua lệnh giọng nói nữa. Phải nói là smart quá thời ông bà ta cũng rất chi là này nọ đúng không? Ôi khéo mà bây giờ Samsung làm lại cái thiết kế này cũng có khá người mua đấy nhỉ? Muốn biết thêm về những điều hay ho về đồng hồ thì nhớ follow ngay kênh Thế Giới Đồng Hồ nha.